đến mùa là nó bán con vật vờ, anh em còn đi bây giờ chưa? Chưa, con đấy nó nhân là con gì nhỉ? Nó là con chuồn chuồn ở dưới nước ấy. À. Đến cái mùa là nó nổi, có cái mùa tháng 2, tháng 4 âm lịch đấy. À. Là vào tầm từ 4 đến 5 giờ sáng nó sẽ nổi từ, nó sẽ từ dưới đáy sông nó bơi ở trên cái mặt nước. Độ tầm 2 tiếng sau là nó chết hoặc nó bay đâu không biết. Nó vượt đấy, bán ở đây có lúc thì bán 300.000 một cân mà có lúc thì bán 400.000 một cân. À. Có lúc thì 200.000 một cân, lúc nào bắt được nhiều. 200 có lúc còn 500. Ờ. Đấy mà để xào ăn ngon lắm. Em ăn thử rồi, ngon. Trông nó y như con chuồn chuồn nhưng mà nó cánh nó mỏng hơn mà cái người nó mềm nhũn này. Ờ. Nó không như con chuồn chuồn là người nó cứng. Đúng ở cái chợ này nó bán, mà chợ dưới cũng bán. À, không phải vùng nào cũng có. Trên Hà Nội là bán 5-700.000 một cân. 700.000 một cân. 5-700.000 một cân. Ờ, trên Hà Nội. Anh chưa được thưởng thức cái món đấy bao giờ. Lúc nào mà nó nào bán có thì ấy. Em alo nha anh em không? Có thử thưởng thức nha. Lúc nào con alo đấy. Anh em mình làm vờ, con vờ mua về làm tí. Đến lúc đầu em không biết đâu, em phải nhờ cái làm. Ông cái anh ở ngoài bãi cát này. Làm. Anh làm. Mua hộ đấy. Là 1-2 cân. Mang về nhà về chỗ nhà em ấy. Ôi. Ăn thử xào bí với cả nấu với cả nấu cái gì nhỉ? Nấu với cả cá ngạnh. Cá ngạnh cũng là đặc sản sông Hồng. Ừ. Cũng là đặc sản. Xin. Hôm nào có gọi có mua cho. Hôm vừa rồi ở bãi cát này anh ấy cho con cá chép to tướng. Ừ, cá chép này ngon lắm đấy. Ngon, để ăn ngon, thịt nó dai, nó cứng mà nó dai. Cứng nó không như thịt cá này, không như thịt cá mình mua ngoài chợ. Mà ăn nó ngọt. À. Cá chép được to tướng. Cứ rủ bảo hôm nào anh đi bắt cá bắt thuyền ở dưới sông thì anh rủ em đi đấy, chả thấy bao giờ hắn gọi. Em máu đi cái đấy lắm. Ờ, đi đấy hay. Đi đấy xem thích. Ngồi chơi. Ngồi chơi thì mình đi thì mình phải chèo thuyền đấy anh ạ. Ờ. Có cái bởi bởi này này, mình đi thì phải bởi nhưng mà thích đi cái đấy. Hôm nào hắn mà không phải cầu cát này này. Cầu cát thì cầu lên đấy. Không phải cầu hắn đi thì